Trời ơi, ngon thật đấy nhở. Ôi nhưng mà sao hạt gạo của Hàn Quốc có to thế nhở? Bọc của mình cũng có nhưng mà nó đâu có như thế này đâu. Wow, của em nè. Wow. À, không được mang đi học à? Phải ăn phụ trong lớp vậy. Ô, nó tuyệt cú mẹ. Tờ, ô, qua, quyền, cờ. Y, đờ, y, y, đờ, y, đi. Ô, tại sao cứ hôm nào chị học bài chăm chỉ thì em lại sang á? À? Em nói chị, ai được sướng như em đâu. Có khi em ba mẹ đi Hàn Quốc à. Chị ở nhà chị phải học bài đấy. Hàn Quốc em có lại. Mà đi Hàn Quốc về á, đi sang nhà chị á, mà đi người không. Lại còn á, hôm nay chị thích chăm học thế. Nhìn này. Ây dồi ôi, chị biết ngay mà, làm gì có chuyện à, Sushi á, à, đi chơi về mà lại không có quà cho chị nhỉ. Ủa chị xem nào. Chọn ở đâu đấy? Trời ơi, chị chưa bao giờ được ăn một gói bỏng nào mà nó lại có một cái bao bì đẹp như thế này. Lại có một quả dâu to như thế này. Wow. Trời ơi, nhảy những hạt bỏng to chưa? Ăn đi, ăn nhá. Em ăn chưa? Em ở bên đấy mà em cũng không ăn à? Vâng, em dành. Ui kinh, để dành mang về đây cho chị quá. Thế mà à, chị cứ tưởng hiểu nhầm em cơ. Đi Hàn Quốc à, quên mất cả chị luôn. Wow, trời ơi, ngon thật đấy nhở. Ôi nhưng mà sao hạt gạo của Hàn Quốc có to thế nhở? Bọc của mình cũng có nhưng mà nó đâu có như thế này đâu. Wow, của em nè. Wow. Nó không dính đâu nhá. Ừ, nó không hề dính luôn ý. Mà sao của mình nó dính mà của bên Hàn Quốc chả dính thế nào? Ủa, chị nhớ là đợt trước em về bà ship em đúng không? Bà mua bỏng cho em ăn đúng không? Nó dính đúng không? Ui, em nhìn này. Cây bỏng mà ngon thế này thì ai chả muốn ăn. Lại còn thơm nữa nhở. Thơm đúng mùi dâu luôn ý. Ui, thôi để đây chúc chị học sau vậy. Bảo nhá, đây là bỏng. Ừ. Gạo. Ừ. Hàn Quốc. Vâng. Trộn với quả dâu. Vâng. Ngọt. Vâng. Trời, em vào nhà sản xuất luôn à? Em vào xem người ta sản xuất cái bọc này luôn á. Ui, sướng thế. Được đi du lịch sướng thế. Chị ở nhà học mãi cả ngày chưa thuộc được cái bài kia. Nhưng mà muốn ăn đã, chốc rồi em dạy chị sau nhá. Ăn thử, ăn thử. Ngon thật luôn ý. Ngon nhờ. Ừ, ngon thế. Ngon luôn. Đúng vị dâu luôn ấy. Và cái hạt gạo của nó ngon thế. Nhỉ. Chưa sót luôn. Ừ, không, nó không như gạo của mình ấy nhỉ. Gạo của mình á, hạt mình dĩ đều. Nó có nhiều vị không em? Cam. Ừ. Quýt. Ừ. Mía. Em có gì nó sai sai ấy. Cam với quýt là một mà. Lại còn có bỏng mía nữa. Tại sao em không mua hết về ăn? Chỉ được thế thôi. Thế hả? Ui, mua xong lại đổ miếng viên cục xà bông nữa. Thế là em lời đó nha. Chị chỉ được ăn bỏng có đâu có được sử dụng xà bông. Thế đáng nhẽ phải chặt đôi cục xà bông mang sang cho chị dùng cùng chứ. Em đâu biết là tối phải chặt ra mang cho chị một nửa nha. Thế là xà bông. Mà thơm cả. Ngon lắm. Ngon à. Này, ngồi đây ăn nhá. Chị đi về đi học đây, đến giờ đi học thêm rồi. Mẹ bảo phải đi về đi học thêm, muộn giờ thì dám mắng ấy. Đấy. Sao? Sao? Ừ. Sao? Bảo, có bảo em mang sao cho chị còn gì? Em chỉ mang sao cho hai chị em chỉ ăn chung thôi. Lại chọn tối mai em có lựa chọn chứ. Rồi, em nhìn được quân em chỉ mua được không chút gió này thôi đó. Ừ. Nó không được mang đi học à? Không được mang đi học, mang đi học thì đảm bảo đi học. Ủa nhỉ? Phải ăn cùng trong lớp vậy. Ừ. Thôi thôi, em mang về đi. Tối chị sang, chị ăn cùng em nhé. Ừ. À, bye bye, chị tới, đi học về. Tới sang em mẹ con chị. Ừ, được. Nhảm quá. Thôi, chị đi học về, bye bye nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem rồi.
mà sắp